Ngày 19 tháng 5, Bộ Tư pháp Mỹ và FBI đã truy tố 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc với cáo buộc tấn công các hệ thống máy tính của các công ty Mỹ và đánh cắp bí mật thương mại để trục lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc. Đây được xem là phản ứng mạnh mẽ nhất của chính quyền Mỹ đối với các hoạt động gián điệp mạng từ Trung Quốc đã trở thành mối lo ngại lớn đối với quốc gia này trong những năm gần đây. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ truy tố các quan chức nước ngoài liên quan tới hoạt động gián điệp mạng. Trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 5, ông Eric Holder, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, cùng với ông Robert Anderson, phó giám đốc FBI và các quan chức cấp cao khác đã chính thức buộc tội nhóm hacker gồm 5 người thuộc quân đội Trung Quốc về tội hoạt động gián điệp kinh tế và trộm cắp tài sản trí tuệ của các công ty Mỹ. Những hacker này đã bị cáo buộc sử dụng kỹ năng để đánh cắp thông tin trong những năm từ 2006 đến 2014. Đây là năm quan chức quân đội Trung Quốc bị FBI khởi tố 31 tội danh. Nhóm hacker này bị buộc tội đã thâm nhập hơn 1.700 máy chủ, hệ thống năng lượng hạt nhân và thâm nhập cả những tài khoản email của các thành viên thuộc Liên đoàn Lao động, trộm hơn 3.000 email với hơn 800 tập tin đính kèm của các công ty sản xuất kim loại. Bộ thẩm đoàn cáo buộc năm quan chức trên vi phạm tổng cộng 31 tội danh, trong đó cả năm đều vướng vào những tội danh như là thâm nhập trái phép máy tính, đánh cắp thông tin kinh doanh, bí mật thương mại với mục đích trục lợi, truyền tải mã độc gây tổn hại máy tính, gián điệp kinh tế vân vân. Mỗi tội danh này đều phải nhận từ 5 đến 10 năm tù theo luật pháp Mỹ. Tất cả quốc gia trên thế giới đều có hoạt động tình báo, tuy nhiên điểm mấu chốt buộc chúng tôi phải làm rõ vụ việc lần này, đó là việc đột nhập vào hệ thống dữ liệu và ăn cắp thông tin kinh tế được hậu thuẫn bởi lực lượng của chính phủ. Đó chính là điểm khác biệt trong vụ khởi tố lần này. Những công ty bị nhóm hacker này tấn công bao gồm công ty điện lực Westinghouse Electric, một công ty con của Solar World AG, tổng công ty thép Hoa Kỳ, hãng công nghệ Allegheny, nhà sản xuất nhôm Angua và liên đoàn công nhân quốc tế thép giấy lâm nghiệp cao su sản xuất năng lượng công nghiệp và dịch vụ. Theo ước tính của chính phủ Mỹ, tổng thiệt hại do gián điệp kinh tế và hacker Trung Quốc gây ra cho nước này từ 24 tỷ đến 120 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Phản ứng trước cáo buộc của Mỹ, ngày 20 tháng 5, Bloomberg đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố bản cáo trạng của Mỹ là một vi phạm nghiêm trọng các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, làm tổn hại sự hợp tác và tin tưởng lẫn nhau giữa Trung Quốc và Mỹ. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đăng tin trả đũa rằng Mỹ là đối tượng tấn công không gian mạng Trung Quốc nhiều nhất. Song song đó ngày 19 tháng 5 Trung Quốc tuyên bố ngừng hợp tác với Mỹ trong một nhóm hoạt động an ninh mạnh và cảnh báo trao đủ mạnh hơn nữa như tình hình leo thang hiện nay. Đối với vụ việc lần này chính phủ Mỹ sẽ không thể bắt giữ những người bị buộc tội vì Bắc Kinh chắc chắn sẽ không dẫn độ họ. Tuy nhiên năm người này sẽ không thể nhập cảnh vào Mỹ và các nước có ký kết hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Theo các chuyên gia, các hacker quân sự Trung Quốc trong danh sách truy tố trên có thể sẽ không thể tìm được công việc khác sau khi rời quân ngũ vì Mỹ sẽ không chấp thuận làm việc với những công ty sử dụng họ mỹ trung từ lâu đã nóng lên các vấn đề về tấn công mạng cả hai cũng đã giải quyết những vấn đề này thông qua đàm phán chính thức nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa được cải thiện nhiều